Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn An ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Công an huyện Văn Lâm nhận được hai đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và anh Nguyễn Văn Kiên ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về việc có một đối tượng liên hệ đặt mua sắt phế liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, huyện Văn Lâm. Sau khi liên hệ, anh Mạnh và anh Kiên chuyển hơn 380 triệu đồng mua hàng sắt phế liệu vào công ty thép Hòa Phát, nhưng đối tượng không trả tiền hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định An buôn bán phế liệu và biết được rằng muốn bán sắt phế liệu vào công ty thép Hòa Phát thì phải thông qua các công ty. Do vậy, An đã tìm kiếm xin được số điện thoại của quản lý hai công ty để liên hệ giới thiệu mình là người có sắt phế liệu muốn bán. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá mua bán, An hướng dẫn anh Mạnh và anh Kiên chuyển hàng đến rồi yêu cầu chụp sổ đăng ký xe ô tô chuyển hàng và phiếu cân hàng vào công ty thép Hòa Phát. Nhận được giấy tờ trên thì An gửi cho hai quản lý của hai công ty ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với công ty thép Hòa Phát để yêu cầu thanh toán tiền hàng theo giá đã thỏa thuận để lừa đảo.